Mình hãy cùng năng động lên cùng với em ạ. Với ca khúc Ngọn Lửa Cao Nguyên với phần phiên bản rock.
Dễ thương và hát rất là tuyệt vời trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và bây giờ xin được mời một giọng ca đến từ Bà Rịa Vũng